Thảo Niên sẽ có bồ, Thảo Niên sẽ cưới chồng, cưới vợ. Bạn có tin điều đó không? Chào cả nhà, bác sĩ Ngọc Anh đây. Mình nhận được rất nhiều câu hỏi, ví dụ như là Niềng răng xong sẽ có bồ phải không bác sĩ? Niềng răng xong thì sẽ cưới được chồng đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem câu chuyện của cô nàng này để xem coi Niềng răng xong thì có lấy được chồng không nhé. Bạn này thì khá là nhút nhát, bạn hiền lắm thì bạn ít nói. Các bạn sẽ thấy nhìn vô là mình thấy răng khểnh nè, lộn xộn nè, và đặc biệt là có cái răng cửa rất là xoay. Hai cái răng này bạn thấy lạ không? Vì nó là răng dung hợp dính nhau á, răng nanh với răng cửa nó dính nhau thành một cái răng rất là bự. Và quan trọng là bạn này cắn hở, nhìn phía bên này hở rất là nhiều thì không có cắn được cọng bún đâu. Rồi và cái nụ cười làm cho bạn rất là tự tin luôn, bạn không có dám cười. Và trong quá trình niềng gần 2 năm thì đây là kết quả sau khi mà bạn niềng, tại vì mình tháo sớm một chút xíu là tại vì bạn này tháo mắc cài để cưới chồng, chụp hình cưới. Wow. Đó, bạn thấy là sau khi niềng sẽ hết răng khểnh nè, hết cắn hở nè, hai hàm răng nó sẽ đều với nhau nè, khớp hai bên nè. Đó, và nụ cười của bạn thì trở nên hài hòa và cân xứng hơn cái nụ cười ban đầu á, bạn thấy không? Vậy thì thông điệp đó là niềng đi chờ chi, và khi mà bạn niềng rồi á, bạn sẽ tự tin hơn, bạn cười nhiều hơn thì bạn mở lòng hơn, và cái chuyện mà bạn có bồ và cưới được chồng, cưới được vợ thì có khả năng cao hơn đó. Vẫn không có thì không phải lỗi tại mình đâu nha. Nếu bạn muốn coi những case lâm sàng tiếp theo thì hãy comment nha, để mình làm nhiều video hơn nhé.